Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp đến cơ sở 1 giúp em. Còn các bác cần tư vấn gì thì gọi em cơ sở 2 nhá. Rồi, ok. Hôm nay em xin giới thiệu tất cả mọi người một lô loa TV Show hàng xịn sò cho các bác luôn. Đó. Và rất nhiều bác thì cũng chưa biết về cái dạng TV Show này thì em xin giới thiệu tất cả mọi người. Đây là một dòng loa thương hiệu đến từ Mỹ các bác nhá. Thương hiệu đến từ Mỹ. Và nó dùng hầu như là tất cả các driver của Mỹ luôn, coi nhá. Và các bác có thể check ở trang web của nó có luôn, coi nhá. Đây các bác có thể vào check trang web của nó một chút em xem, hướng dẫn tất cả mọi người vào trang web của nó. Đấy. Vâng, đây là loa full bát 20 năm coi nhá. Thương hiệu TV Show và từ cái bát của nó này nó sử dụng toàn là đời vơ của Mỹ thôi các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đó. Các bác nhìn chưa? TV Show các bác nhá. Và các bác để ý này, từ tiền hàng bãi các bác nhá, tiền hàng bãi đó. Các bạn nhìn này, từ con tủ của nó mới đi ra coi nhá. Các bạn nhìn này, TV Show này có thông số thương hiệu của nó luôn, coi nhá. Đấy, rất tuyệt vời. Đây là bát 2 năm, côn của nó là côn 51 các bạn nhá. Côn 51 xứng đúc. Đấy, còn chép thì là côn 44 các bạn nhá. Chép côn 44, dòng này thì nó hỗ trợ lời cực hay luôn các bạn nhá. Đấy, một đô la full thùng dáng đứng rất là đẹp các bạn nhá, mà full. Đấy. Loa của nó thì cực kỳ chắc chắn, gỗ, đây là gỗ các bác nhá, chứ không phải giấy lạng đâu. Các bác nhìn thấy rồi này, thấy gỗ này, đấy. Loa này về chưa vệ sinh gì luôn, có bác nào mà sau khi lấy hàng của bên em sẽ vệ sinh cho các bác ngon lành càng nào. Các nhá, đây vừa về xong, em để nguyên như này, còn trước khi đi, những cái góc quay như là bên em sơn xịt cho các bác ngon lành hết, các nhá. Bên em sẽ tân trang cho các bác ngon lành. Và rất nhiều bác thì muốn xem thông số của nó thì chúng ta có thể vào trực tiếp của nó luôn. À, trực tiếp với thương hiệu của nó này này, các bác nhìn này. À, nó có luôn các cái thông số của bên nhà máy và tất cả trang web luôn. Đấy thôi nhá. Công suất là 250W. 250W kháng trở 8 ohm, độ nhạy 99 decibel. Có nghĩa là con này nó cực nhạy luôn. Nếu mà 99 decibel thì cực nhạy thôi nhá. Và là cầm ly 4 xò hết được. Đấy. Cực kỳ đẹp thôi nhá. Đấy, tất cả bao zin toàn phần cho anh em luôn. Bao zin toàn phần cho anh em. Đấy, cầu mạ vàng nó rất là đẹp. Đầy đủ tem rốt rồi là tem của bên châu Âu các bác nhá. Đấy, bên tem tiêu chuẩn châu Âu này các bác nhá. Đấy, loa của cực xịn các bác nhá. Bao cho bác đây là hàng TV xịn luôn. Bác nào phát hiện đây là hàng nhái em biếu không cho các bác không yên tiền. Tất cả zin toàn tập cho bác luôn các bác nhá. Zin toàn tập cho anh em luôn này. Đấy. Và loa như thế này thì chắc chắn là giá của nó thì không thể rẻ được như cái dòng loa bình thường kia rồi. Đấy. Còn đôi này bên em đang bán ngoài nào. Cho các bác là 5.2 triệu một đôi các bác nhá. 5.2 triệu một đôi bao ship cho anh em luôn. Đấy. 5.2 triệu một đôi các bác nhá. Đấy. Rất là chất các bác nhá. Tiếng rất là sạch sẽ, rất là hay. Dòng này mà các bác có chơi được kèm thua luôn các bác nhá. Đấy, lưới của nó cực kỳ là chắc chắn này, các bác nhìn này. Có cả lọc bụi này. Đấy. Rất là chất các bác nhá. Và tất cả những trước khi đi bên em sẽ vệ sinh cạnh kiếp cho bác ngon này luôn. Đấy, và nguyên đai nguyên kiện em để cho các bác xem luôn. Đấy, còn trước khi đi em sẽ sơn cho các bác con này. Ok các bác. Số lượng không có nhiều, chỉ có 5 6 đôi các bác nhá. Không có nhiều đâu. Bát 20 năm các bác nhá. 20 năm côn của nó là côn 51 các bác nhá. Côn 51. Hay côn 51. Sơn đúc này. Cực kỳ đẹp các bác nhá, côn 51. Medina. Đấy, các bác có thể tra thông tin của nó luôn được. Đấy. Tra thông tin của nó luôn luôn. Chép thì côn 44 các bác nhá. Chép cực kỳ chất luôn, chất lượng luôn. Đấy. 5.2 triệu một đôi bao ship các anh em. Đấy, ok cho các bác, bao zin cho các bác toàn phần. Mọi chi tiết mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 4 của em 0937 481 666 các bác nhá. Ok, xin chào hẹn gặp lại các bác nhá.